Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay trung tâm dạy nghề Trang Beauty sẽ hướng dẫn cho mọi người làm vỏ trứng nha. Trang trí vỏ trứng bằng gel. Thì quả trứng này mình làm với quả trứng nó bị bể. Các bạn chuẩn bị cho mình gel trong hay đục đều được. Các bạn nhúng gel đa năng vô nha. Xong rồi các bạn đem hơ đèn cho mình nha. Hơ 60 giây nha mọi người. Khi mà các bạn hơ xong rồi, các bạn lấy cái quả trứng ra dùm cho mình, rồi các bạn rũa đi nha. Rũa thì nó hơi ngắn mọi người. Các bạn rũa cho nó mịn hết. Úi giời, đâu rồi. Sau khi mà mọi người rũa xong á, thì các bạn sơn lên cái quả trứng đó cho mình nha. Sơn lên cho các bạn đem hơ đèn nha mọi người. Rồi các bạn đem đi hơ đèn cho mình nha. Mọi người lấy keo mít bông, mọi người dính quả trứng lên cho mình nha. Các bạn chất thêm keo lên cho nó dính chặt hơn nha. Các bạn dùng keo màu trắng vẽ lên cho mình nha. Các bạn dùng cọ bản cũng được, cọ nét cũng được, làm sao lấy được màu để vẽ lên là được rồi. Các bạn vẽ hết ở cái khe của nó luôn nha. Bây giờ mình sẽ đi màu vàng lên trên cái bên cạnh cái trái trứng nha mọi người. Và bây giờ các bạn đem đi hơ đèn của mình nha. Đem hơ đèn 60 giây nha. Sơn tóp lì lên cho mình nha. Quả trứng thì mình sơn tóp lì nha. Rồi sau các bạn đem đi hơ cho mình nha.